Dù một người có tinh thông thuật số như thế nào, có ứng dụng bao nhiêu, có cúng kiến ra sao, nhưng không làm lành, thiếu sự tu tập, không có tác dụng bao nhiêu. Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Chúc các bạn tâm thân an lạc. Phong thủy nhà hướng Nam vận chính. Khu vực tốt, nhà vuông vắn, quan cảnh bên ngoài không phạm hình sát, sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi vì yếu tố bên ngoài của chúng ta không thể can dự. Chọn được mảnh đất tốt là căn bản, thiết kế bố cục hài hòa, hợp tiện ích và phù hợp sinh thần bát tự của gia chủ để có một cuộc sống an ổn lâu dài. Khải Toàn xin phép chia sẻ phong thủy nhà hướng Nam trong vận chính theo huyền không phi tinh. Hướng Nam trong vận chính có 4 quẻ, vận chính từ 2024 đến 2043. Có vài điều xin chư vị lưu ý. 1. Nên xem bài hướng dẫn đo tọa độ và phân cung nhà. 2. Phong thủy là từ trường, không thay đổi được nhân quả. 3. Thuật số và cách ứng dụng không như nhau. 4. Nên ưu tiên hình thể rồi đến lý khí. 5. Từ trường có người thiện lành là mạnh nhất. Các bạn xem bài hướng dẫn đo tọa độ và phân cung để biết phương pháp lập quẻ cho ngôi nhà của mình. Phong thủy là từ trường, trường là năng lượng. Người có tâm thiện lương có từ trường lành, mọi người yêu mến. Vì vậy, nơi có từ trường tốt lành, người trong nhà thuận hòa là cơ hội làm ăn kiếm tiền. Người xưa bảo, đất lành chim đậu, nhà hay đất có từ trường lành, trẻ em và động vật thích đến. Để ứng dụng phong thủy tốt, việc bài trí đồ vật hợp không gian, đồ vật hợp ngũ hành theo phong thủy, hợp với mảnh đất sẽ vượng khí. Phù hợp cả sinh thần bát tự của gia chủ, gia tăng cơ hội về tài lộc và công danh. Mỗi thuật số có ưu điểm khác nhau, thuật số và cách ứng dụng không như nhau. Huyền không phi tinh luận về lý khí, tính được tốt xấu trong một khoảng thời gian. Khi tinh thông và dụng phù hợp thì tốt. Nếu lạm dụng thái quá, nghĩ rằng phong thủy là tất cả sẽ phản tác dụng. Không có thuật số tốt hay xấu nhất do ở người dụng. Nên ưu tiên loan đầu rồi đến lý khí. Loan đầu chủ về hình thể xong lý khí theo sau. Hình thể bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi được. Giả dụ nhà gần bệnh viện, tiếng xe cứu thương inh ỏi, đó là thanh sát. Một phương vị tốt cần phù hợp với bố cục nhà. Ví dụ quẻ tốt đặt bàn làm việc nơi ngồi không phạm đối diện cửa. Nếu quẻ lý khí tốt, vị trí ngồi lại phạm hình sát. Ví dụ gần cửa, đối diện cửa, trên lầu có nhà vệ sinh, trần nhà có sàn ngang là không tốt. Dù lý khí có tốt ra sao nhưng không hợp mắt, phạm loan đầu sẽ phản tác dụng. Vạn vật đều có từ trường, con người cũng như thế, lúc giận lúc vui đều sản sinh từ trường khác nhau. Dù một người có tinh thông thuật số như thế nào, có ứng dụng bao nhiêu, có cúng kiến ra sao, nhưng không làm lành, thiếu sự tu tập, không có tác dụng bao nhiêu. Vì phong thủy đơn giản chỉ là phương tiện, không thay đổi được nhân quả trong mệnh. Bản thân Khải Toàn đã trải qua nhiều năm như thế, vì vậy khuyến thiện chư vị tu pháp lành. Nếu mọi người quan tâm và muốn dụng phong thủy như một phương tiện lành, thêm một hay nhiều phương tiện tốt cho cuộc sống tốt hơn, không thể bỏ qua giáo pháp lành trong kinh. Dù bạn theo tín ngưỡng nào, những lời trong kinh là chân lý muôn đời, hợp lý, hợp cơ. Người có đức tin vào pháp Phật, trên con đường tìm giáo pháp lành, hãy đọc hoặc nghe bộ kinh nhỏ Thập Thiện Nghiệp Đạo, cũng như bộ Bước Đầu Học Phật. Nghe giảng kinh và dụng công tu tập, tu là sửa, làm lành giúp người là tạo phước. Khi ấy sẽ thông đạt pháp thế gian,
truyền lại cho con giáo sự giáo dục chân thiện. Sự giáo dục chân thiện quý báu gấp trăm nghìn lần để lại tiền của cho con cháu. Có công phu tu tập qua lời trong kinh truyền lại cho con cháu, và sự lợi lạc lớn nhất chính là trang bị cho tâm mình một hành trang về cõi lành. Xin mời các bạn tham khảo bài Phong thủy nhà hướng Nam vận chính. Bài có gì sai sót xin mở lòng thông cảm. Trước tiên, Khải Toàn xin hướng dẫn sơ lại cách phân cung và đo tọa độ. Các bạn vẽ ra diện tích ngôi nhà. Nhà này là nhà vuông vắn. Nhà này là nhà bị thiếu góc. Lấy chiều ngang ngôi nhà chia đôi, ta có vị trí để đứng đo tọa độ. Ví dụ chiều ngang 7m, ở giữa là 3,5m. Ví dụ chiều ngang của cả ngôi nhà ở đây là 6m, ở giữa sẽ là 3m. Đứng giữa mảnh đất hoặc ngôi nhà, từ trong cửa ra ngoài 3 đến 5 bước chân, để thẳng la bàn hoặc là dùng la bàn trên điện thoại để lấy tọa độ. Về việc phân cung nhà, ta kẻ chéo hai góc sẽ lấy được tâm ngôi nhà. Mời các bạn xem thêm trên website. Hướng Nam quẻ 1, từ 158 đến 160 và 169 đến 172 độ. Đây là quẻ khiêm hướng. Gần 158 có thể phạm xuất quái. Tại hướng Nam ta có Cửu Tử và Nhị Hắc. Tại đây nên có phòng khách, cửa khí, giường ngủ, phòng đọc sách và cả tài vị. Ở đây kỵ thủy nên có bức tranh núi hoặc hòn non bộ, có thể dùng hỏa hoặc mộc. Tại Tây Nam ta có Nhị Hắc và Cửu Tử. Cửu Tử ở hướng thủy nên có nước. Tại Tây và Đông Nam ta có Thất Xích và Tứ Lục. Quẻ này kỵ kim. Nên có ít thủy hoặc là màu xanh dương. Tại Tây Bắc ta có Lục Bạch và Ngũ Hoàng. Không nên có bếp, không nên có cửa, không nên có màu đỏ, kỵ hỏa. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh, ảnh hưởng đến nam gia chủ. Tại hướng Bắc ta có Nhất Bạch hội tọa. Nên có bếp, cửa khí, giường ngủ, phòng đọc sách và cả tài vị. Tại nơi này nên có núi non sông nước hoặc một bức tranh về nước và núi. Tại Đông Bắc và hướng Đông ta có Bát Bạch và Tam Bích. Bát Bạch và Tam Bích kỵ thổ và kỵ mộc. Nên có ít hỏa. Nơi có Tam Bích là sao Thị Phi nên có hỏa để tiết mộc. Tại Trung Cung ta có Ngũ Hoàng nhập tù, kỵ hỏa. Quẻ số 1, hướng tốt ta có hướng Nam và hướng Bắc và cả Tây Nam. Hướng tốt dùng làm cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách, tài vị hoặc bàn làm việc. Hướng không tốt ta có Tây Bắc, hướng Đông và cả Trung Cung. Nhà hướng Nam tọa Bắc phù hợp với mệnh khuyết thủy. Mệnh khuyết thủy đa phần sinh mùa hè, dư hỏa thiếu thủy.
quẻ nhà 158 đến 160, 169 đến 172 độ. Quẻ nhà này có thể vượng khí trong 40 năm vì có nhất bạch sao của tương lai. Quẻ số 2 nhà hướng nam trong vượng chính 161 đến 168, chính và kim hướng. Tại hướng nam là hướng tốt, ta có cửu tử hội hướng nên có cửu khí, giường ngủ, phòng đọc sách, phòng khách, tài vị. Tại đây nên có núi non sông nước, tranh núi non sông nước hoặc là hòn non bộ và nước chảy. Tại tây nam và tây, ta có nhị hắc và thất xích. Quẻ này kỵ hỏa thổ. Nên có ít kim để hóa sát. Tại hai nơi này, tại những nơi có nhị hắc và ngũ hoàng không nên có bếp. Tại tây bắc và hướng đông, ta có lục bạch và tam bích, kỵ mộc, cần hỏa. Tại những nơi có tam bích không nên động, ví dụ để quạt, loa, để những gì rung động. Tại hướng bắc ta có nhất bạch ở tọa, kỵ thủy, nên có vật cao lớn, cây cao, tranh núi, hòn non bộ. Tại nơi này phù hợp đặt bếp. Tại nơi có nhất bạch nên có bếp. Tại đông bắc ta có bát bạch và nhất bạch, nên có thủy để kích tài. Thủy động là hồ cá, nước chuyển động, thác nước. Thủy tĩnh là tranh sông nước hoặc là tranh cá. Tại đông nam ta có tứ lục và ngũ hoàng, kỵ bếp, kỵ hỏa. Nên có kim. Ngũ hoàng nhập tù, ngũ hoàng nhập trung cung, kỵ hỏa. Nhà hướng nam quẻ số 2, 161 đến 168 độ. Hướng tốt ta có hướng nam, hướng bắc và hướng đông bắc. Hướng tốt có thể đặt két sắt, tài vị, phòng khách, phòng đọc sách, giường ngủ, cửa khí. Nên để quạt gió hoặc máy lạnh để lưu thông không khí. Hướng không tốt ta có tây nam. Và hướng đông nam. Và cả trung cung. Nhà hướng nam tọa bắc phù hợp với mệnh khuyết thủy. Sinh vào mùa hè, dư hỏa thiếu thủy. Quẻ số 3 nhà hướng nam trong vượng chính 176 đến 183 và 191 đến 198 độ, chính và kim hướng. Tại hướng nam ta có nhất bạch ở tọa, nơi đây kỵ thủy, nên có tranh núi, vật cao lớn, tủ cao, cây cao hoặc là tranh núi. Nên có cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách, tài vị. Tại tây nam kỵ vật cao lớn, nên có nước, nên có thủy động, thác nước, hồ nước. Tại tây và đông nam ta có tam bích và lục bạch, kỵ mộc, cần hỏa. Những nơi có tam bích, kỵ mộc, sao thị phi, tranh chấp, kiện tụng, không nên động, nên tĩnh. Không nên để loa, quạt hoặc vật rung động. Tại tây bắc ta có tứ lục và ngũ hoàng, không nên có bếp, không nên có hỏa.
nơi này cần kim. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh, ảnh hưởng đến nam gia chủ. Nam gia chủ đại diện cho Tây Bắc, nữ gia chủ đại diện cho Tây Nam, kết hợp với sinh thần bát tự của mỗi người để bài trí phù hợp. Tại hướng Bắc ta có cửu tử ở tọa, nên có bếp, phòng ngủ, phòng đọc sách, tài vị, cửa khí. Nên dùng mộc hoặc hỏa, nên có tranh núi non sông nước hoặc hòn non bộ và thác nước chảy. Tại Đông Bắc và Đông, ta có nhị hắc và thất xích, kỵ bếp, kỵ hỏa. Nên có kim, ít kim. Trung cung ta có ngũ hoàng nhập tù, kỵ hỏa. Nên có kim. Nhà hướng Nam quẻ số 3, 176-183, 191-198 độ. Hướng tốt ta có hướng Nam, hướng Tây Nam và hướng Bắc. Đây là một trong những quẻ khá tốt của vận chính. Nhà hướng Nam tọa Bắc, Bắc thuộc Thủy, phù hợp với mệnh khuyết Thủy sinh mùa hè. Sinh mùa hè dư hỏa thiếu Thủy. Quẻ số 4 nhà hướng Nam trong vận chính 173-175 độ, 184-190 độ, 199-202 độ, gần 202 độ có thể phạm xuất quái. Tại hướng cửa ta có nhất bạch ở hướng. Đây là cung tốt, nên có cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách, tài vị. Tại đây nên có núi và nước. Hòn non bộ nước chảy hoặc là tranh núi non sông nước. Tại Tây Nam và Tây, ta có bát bạch và tam bích. Những nơi có tam bích đều kỵ mộc, nên có hỏa. Tam bích là sao thị phi, không nên có mộc, không nên rung động, quạt, loa, máy lạnh. Tại Tây Bắc và hướng Đông, ta có tứ lục và thất xích. Thất xích cũng là sao thị phi, không nên động. Tại đây nên có ít thủy, ít màu xanh dương. Nơi này kỵ mộc và cả kỵ kim. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh, ảnh hưởng đến nam gia chủ. Nam gia chủ đại diện cho Tây Bắc, nữ gia chủ đại diện cho Tây Nam. Xét thêm về sinh thần bát tự của nam và nữ gia chủ để bài trí phù hợp. Tại hướng Bắc ta có cửu tử ở tọa, nên có bếp, nên có tranh núi, vật cao lớn, tủ cao, cây cao, kỵ thủy, kỵ nước. Tại Đông Bắc ta có cửu tử ở hướng, nên có thủy. Tại Đông Nam và Trung Cung, Trung Cung có ngũ hoàng nhập tù, nơi có ngũ hoàng không nên có hỏa. Nên có kim. Nơi có ngũ hoàng, tam bích, thất xích, không nên động, nên tĩnh. Quẻ số 4 nhà hướng Nam trong vận chính 173-175, 184-190, 199-202 độ, kim hướng. Hướng tốt ta có hướng Nam, hướng Bắc và hướng Đông Bắc. Hướng không tốt ta có Đông Nam, Trung Cung và cả hướng Tây. Nhà cửa Nam tọa Bắc, Bắc thuộc Thủy, phù hợp với mệnh khuyết Thủy, sinh mùa hè dư hỏa thiếu Thủy.
Mời các bạn tìm đọc hoặc nghe trong kênh bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, cũng như bộ Bước Đầu Học Phật. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.